Các chuyên gia tài chính đang theo dõi chặt tình trạng nợ tăng cao trên các thị trường tín dụng tư nhân do lo ngại nguy cơ xuất hiện một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự như cuộc khủng hoảng năm 2008-2009. Nguồn vốn tín dụng tư nhân đã tăng theo cấp số nhân trong vài năm trở lại đây do các ngân hàng đồng loạt thắt chặt cho vay khiến nhiều cá nhân và doanh nghiệp phải tìm đến các nguồn tiền khác. Theo ước tính, thị trường tín dụng tư nhân hiện đã lên tới 1.700 tỷ đô la Mỹ và các bên cho vay bắt đầu cảm thấy lo ngại về nguy cơ hình thành nợ xấu khi các khối nợ ngày càng phình to mà hầu như lại không được cơ quan quản lý nào kiểm soát. Bên cạnh đó, sự thiếu minh bạch trên các thị trường tín dụng tư nhân cũng là một mối lo khác, nhất là khi có vấn đề thực sự xảy ra. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, những vấn đề trên thị trường tín dụng tư nhân hiện nay có thể sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cho dù khả năng này hiện mới chỉ ở mức thấp do các bên cho vay tư nhân đã chú trọng hơn tới các biện pháp phòng vệ cần thiết.